Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tina xin được trân trọng chia sẻ cách làm nước mắm chua ngọt để trộn gỏi. Đặc biệt là cái nước sốt trộn gỏi này sánh kẹo và trong như gương, để được bên ngoài hoặc trong tủ lạnh rất là lâu, trên một năm vẫn không bị mốc. Bây giờ Tina mời quý vị và các bạn hãy cùng Tina vào thực hiện cách làm nước mắm chua ngọt để trộn gỏi. Để làm cái nước sốt này thì mình cần có những nguyên liệu sau đây: 160ml nước mắm, loại nước mắm 40 độ đạm. Nước mắm càng ngon thì mình làm cái nước sốt để trộn gỏi nó mới ngon. Thì hiệu nào cũng được, miễn sao nước mắm ngon là được nha các bạn. 150g đường. Đường này mình sử dụng đường cát trắng. Ba trăm ml giấm. Giấm này mình trộn hai loại giấm. 2/3 muỗng cà phê muối. Rồi nguyên liệu chỉ có bấy nhiêu thôi. Trước khi mình làm thì để mình dẹp hết cái những cái này qua một bên ha. Rồi mình nói thêm về hai cái loại giấm. Đây là giấm gạo, còn đây là giấm trắng. Giấm gạo thì nó có cái vị ngọt ngọt, thanh thanh. Còn giấm trắng thì giúp cho tạo độ chua rất là nhiều. Cho nên mình kết hợp hai loại giấm. Giấm gạo và giấm trắng thì giấm gạo mình chỉ sử dụng 100ml. Còn giấm trắng thì mình sử dụng 200ml. Mình trộn chung lại cho nó hài hòa ha. Cho nó không có chua quá hay là nó không có ngọt quá. Nó vừa phải. Còn nếu mà các bạn có một loại giấm thì cũng được, không sao thì mình tăng cái loại giấm gạo lên thêm. Ngoài ra mình cần một cái keo hoặc là sạch để đựng nước mắm. Cái keo này mình đã tiệt trùng rồi bằng cách là rửa dưới xà bông và xả nước qua nhiều lần. Rồi sau đó mình nấu nước sôi mình tráng thêm một lần nữa, ốp ngược cho nó không có đọng nước. Còn cái muỗng mút thì mình sử dụng cái muỗng vỏ sò. Muỗng sành sứ cũng được, nhưng mà không có nên sử dụng cái muỗng kim loại ha, thì không có tốt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. Trước hết mình sẽ cho đường vô. Đường này mình sử dụng đường cát trắng. Đường cát trắng thì sau khi nấu lên cái màu nó đẹp. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng đường thốt nốt hoặc là những loại đường khác cũng được. Bây giờ mình sẽ cho muối vô. Sở dĩ mình cho muối vô á, để nó không có lên men, mình giữ được lâu. Mà làm gỏi phải có muối nữa. Tiếp tục mình sẽ cho nước mắm ngon vô. Nước mắm càng ngon thì cái nước sốt trộn gỏi này nó càng ngon hơn nha các bạn. Kế đến là mình sẽ cho giấm vô. Giấm này thì 100ml giấm gạo và 200ml giấm trắng mình trộn chung. Cho hết vô đây. Bây giờ mình sẽ quậy cho nó tan đường hết ra. Quậy nhẹ nhẹ ha. Quậy nhẹ nhẹ thì nó không có nổi bọt lên. Ngoài ra để làm cái nước mắm sốt trộn gỏi này á thì mình có thể sử dụng bằng me hoặc là tắc cũng được nữa nha các bạn. Nhưng mà sử dụng mấy cái đó thì để lâu không được. Còn đây á là công thức: 160ml nước mắm, 300ml giấm, 150g đường, 2/3 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ đem cái nồi nước mắm này ra sau nhà để mình nấu. Mình không có nấu ở trong nhà, nấu trong nhà nó thơm hết cái nhà luôn á các bạn. Lúc đầu thì mình quậy nha các bạn. Mình dùng một chiếc đũa này nè, mình quậy một chiều ha.
Nấu ở lửa lớn nha các bạn. Rồi sau đó lại để cái lửa cho nó thấp xuống. Cứ quậy về nè. Quậy cho đến khi thấy nước mắm nó bắt đầu sôi lên á, là mình không có quậy nữa. Các bạn thấy có bọt không? Mình không có hớt bọt nha các bạn. Bởi vì cái lúc mình hớt bọt á, là mình sẽ mất một cái lượng nước mắm. Cho nên uổng lắm mình không có quậy. Nhưng mà mình có cái tuyệt chiêu này. Đến chút nữa mình nói cho các bạn nghe. Các bạn nhớ là để lửa cao lúc đầu nha. Để lửa maximum luôn. Đó, nó sôi ùng ùng lên nè. Nó nổi bọt rất là nhiều luôn. Khi mà thấy nó sôi ùng ùng nổi bọt thì các bạn giảm xuống ha. Hoặc là hấp luôn. Có bọt nè, nhưng mà mình không có quậy ha. Mình không có quậy tiếp tục, mình cũng không có vớt bọt luôn. Nếu mà mình quậy nữa, nước mắm nó không có trong. Còn mình vớt bọt ra thì nó mất một cái lượng nước mắm rất là uổng ha. Bằng cách là mình để cái chiếc đũa vô như nè. Đó. Cứ để nó vậy nè, mà không quậy, không hớt bọt ha. Để liu riu như nè. Cứ một chút các bắt đầu mình mở lửa cho nó lớn lên, maximum. Các thấy nó sôi, các bắt đầu hạ lửa xuống, minimum. Đó, cứ để lửa cao như nè, sôi ùng ùng lên luôn, thấy cao sợ nó trào đó. Thì mình hạ lửa hấp xuống ha. Các bạn thấy không? Tuyệt chiêu của cái chiếc đũa này nè. Nó không có làm nổi bọt lên nữa. Mà từ từ cái nước mắm á, nó sánh lại. Màu cánh gián rất đẹp. Thì các bạn cứ nấu cho đến khi mà nước mắm nó kẹo lại là được. Muốn kẹo nhiều thiệt nhiều á, thì để càng lâu. Mà muốn cho nó sánh sánh ở đít á, thì để mau. Tùy ý của các bạn ha. Rồi bây giờ nước mắm đã kẹo rồi đó. Mình sẽ lấy ra. Để cho nó nguội thật là nguội luôn. Rồi mình mới cho vô keo nha các bạn. Đó, cái màu nó rất là đẹp. Không có cho màu mè gì hết mà không có cho ớt vô nha. Mà cái màu nó đẹp tự nhiên luôn đó các bạn. Sánh kẹo nè. Nếm có vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Chua nhiều hơn nha, bởi vì mình làm gỏi thì phải chua nhiều hơn. Thơm quá, chờ hạt nguội rồi mình mới cho vô cái keo nha các bạn. Chứ nếu mà còn nóng mà mình cho vô cái keo á, thì cái keo dễ bị bể lắm. Bây giờ mình rót vô cái keo này ha. Cái nước mắm chua ngọt trộn gỏi này các bạn có thể để trên một năm vẫn không bị mốc ha. Nhìn nè. Trông như gương luôn á, mình nhìn thấy mặt mình trong đó luôn đó các bạn. Không có một miếng bọt nào hết, mặc dù mình không có hớt bọt đó. Cái công thức này làm rất là thành công, làm gỏi ăn ngon lắm. Đó, mình đậy lại ha. Đậy kín lại. Để trong tủ lạnh cũng được. Hay là mình để ở ngoài cũng được, không có sao cả. Miễn sao mình để nơi khô ráo sạch sẽ là được. Cái nước mắm này dùng để trộn các loại gỏi luôn. Hồi nãy mình rót ra cái keo, chườm một miếng, đến chút nữa mình trộn cái gỏi rau củ đó các bạn. Bây giờ mình dở lên cho các bạn sau khi nó nguội hoàn toàn luôn nè. Thấy cái muỗng nó đọng là một miếng nước mắm đường đó. Nó đọng vô cái muỗng đó. Tức là đạt yêu cầu đó các bạn. Bây giờ mình rót ra cái chén ha. Đến chút nữa mình trộn gỏi. Gỏi của mình hôm nay là rất là đơn giản. Chỉ có rau củ quả thôi chứ không có gì hết. Để mình ăn cơm.
Khi mà trộn gỏi thì các bạn nhớ cho ớt vô. Có cái nước sốt trộn gỏi này thì các bạn gia giảm theo khẩu vị của các bạn. Muốn chua nhiều thì các bạn thêm chút giấm, còn muốn ngọt nhiều thì cho chút đường. Nhưng mà cái công thức này rất là chính xác, các bạn khỏi cần thêm gì cũng được nữa. Nhìn hấp dẫn quá. Hôm nay mình trộn gỏi rau củ quả, có giá trong này luôn nữa, để chút nữa mình ăn cơm. Ở trong tủ lạnh có gì thì mình đem ra mình làm cái đó. Sẵn có cái nước sốt trộn gỏi này rất là tiện luôn. Nếu mà trộn gỏi các bạn thích cho dầu vô cũng được, hay là cho tiêu, cho tỏi vô cũng được nữa nha. Thì cái nước sốt để trộn gỏi này căn bản, thì lúc mà các bạn làm thì các bạn thêm nhiều cái như nãy mình nói, như tỏi, ớt, tiêu rồi vô ha, tùy theo cái món gỏi. Rồi muốn chua nhiều thì thêm giấm, còn muốn vừa ăn như mình á thì khỏi. Nhìn cái tô gỏi đủ màu sắc, rất là thơm ngon bổ dưỡng, thêm chút ngò nữa, ớt vô nữa, cay cay, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, ngon lắm. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cách làm nước mắm chua ngọt, còn gọi là nước sốt để trộn gỏi. Nếu mà bạn nào thích thì nhớ cho Tina cái like ha. Còn bạn nào chưa đăng ký ủng hộ thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ nha. Tina cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần tới.